Theo phương án sắp xếp, huyện Khoái Châu có 10 đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2023-2025. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, các địa phương đều tích cực đi từng ngõ đến từng nhà để lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Theo số liệu thống kê, huyện Khoái Châu có tổng số hơn 52.000 cử tri. Các địa phương đã chia thành 48 tổ lấy ý kiến cử tri. Việc lấy ý kiến cử tri của 10 xã cơ bản đã hoàn tất, 100% số phiếu đều hợp lệ. Cơ bản tất cả cử tri đều đồng tình với đề án sáp nhập xã của huyện như xã Nhuế Dương đạt 99,97%, xã Thành Công đạt 99,8%, xã Bình Kiều đạt 99,03%. Chúng tôi sáp nhập xã Đại Hưng này với lại xã Chi Tân thành xã Chí Minh. Tên về xã mà chúng tôi sáp nhập thì đây cũng đã có một cái ý nghĩa lịch sử từ trước năm 50, cho nên là chúng tôi thấy là rất phù hợp. Tôi nghiên cứu cái đề án này thì nói chung là rất phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, nhất là địa phương chúng tôi bây giờ, trước đây là chỉ có một thị trấn, bây giờ lại thêm một xã Bình Kiều sáp nhập nữa thì diện tích đất đai lại rộng lên này, nguồn nhân lực lại dồi dào thêm này. Thế rồi chúng tôi lại tinh giản được bộ máy hành chính, từ đó mà kể cả kinh tế rồi văn hóa xã hội nó cũng phát triển theo.